Rồi, cô Biên sao đây? Đau quay ấy với cổ này. À, dễ thở gì phải không? Dạ. À, bị lâu chưa? Cũng hơn năm rồi. Hơn năm rồi phải không? Dạ, dở lên, dở hai mà khó, nó đắp cho mày nhờ. Nó cục cục. Nó cứ lụp cục rồi mấy. Dạ, lụp cục, với cái cúi xuống dướt lên, làm như có gì dướng cái này. Nó dướng. Dạ. Ừ, đó. Rồi, được rồi. Xây lại. Vẫy tay, nâng vai, ai làm xịn. Để cái kiến ra chị, để cái kiến ra. Để kiến ra. Cho gặp. Rồi. Bước ra đi đi. Đứng lên đây. Đã đứng lên ha. Rồi. Sao? Năm rồi. Năm rồi hả? Có rồi chưa? Nãy làm rồi. Nãy làm rồi hả? Nãy làm rồi thôi. Dạ. Năm rồi mà chưa ra phải không? Dạ. Dạ. Đúng rồi, nó chưa ra đó. Giờ mới có phải không? Rồi nằm xuống. Nằm xuống. Nằm ngửa đây. Nằm ngửa hả? Nằm ngửa rồi, nằm ngửa rồi. Dạ. Rồi xích lên. Xích lên. Rồi. Rồi thả lỏng ra đó vậy đó. Ô ô ô. Ôi ôi. Quá trời quá đất. Từ từ bình tĩnh, bình tĩnh nằm im. Từ từ bình tĩnh nằm im. Từ từ. Đừng có vọng động. Rồi nằm im, từ từ thở, hít thở đều đều. Mệt, cơ này cứng quá. Dạ. Không được cứng nhắc cơ. Dạ. Cái này tụi em phải là coi cái cổ đúng là em phải thay dầu. Rồi làm mềm mấy cơ lại mới được. Rồi, đi tới ngồi dậy úp mặt cho đó đi. Rồi. Rồi, có cái vai bên nào cứng? Vai bên đó phải không? Này cứng hơn. Cứng hơn phải không? Đúng rồi. Nó thả lỏng ra. Rồi, hít vào. Thở ra. Rồi xong rồi đó. Rồi. Rồi ngồi dậy đi. Rồi bây giờ bắt đầu ngồi dậy cử động rồi lại coi cái cổ vai sao rồi. Thường hay cúi xuống gì cái ngước lên cái nó dướng này cái cụp bên này nè. Thử coi, làm thử coi giờ hả còn dướng cụp nữa. Hết rồi. Hết rồi. Này lúc nó dính vô tôi kéo ra rồi. Dạ. Ừ. Rồi. Rồi dùng tay coi có hết cụp chưa. Ok. Bên này còn hơi đau đau. Thường thì đau bên đây nhiều hơn. À, bây giờ bên này hơi đau hơn. Bây giờ thấy bên đây hơi đau tại vì bên đây hết đau rồi giờ bên kia đau nhiều hơn. Dạ. Bên này bây giờ thì bên này hơi đau hơn bên này. Bên này giờ hết rồi nè. Chứ thường á, đó, vậy. Đó. Nó cụp cụp trong này. Đó, thấy không? Rồi, làm sắp nó đi. Giải một cái cơ cuối nữa là hết. Không có cái đó, ta là không ra. Rồi, hít vào. Thở ra. Đã. Rồi, thả lỏng rồi, mà vậy. Đấy, bây giờ thấy, bây giờ thấy ngon lành rồi. Giơ tay đầu hàng rồi. Đầu hàng, hai tay, mạnh. Rồi. Hết rồi. Hết rồi. Ok. Rồi.